người công bình sẽ sống với đức tin. Nhờ ơn cứu chuộc thiên thượng Chúa tặng ai hằng tin kính. Chính trong tin lành của Đức Chúa Trời ta bày công chính. Để người công bình sẽ sống với đức tin, không lo sợ, không hổ thẹn về tin lành đâu, nhưng luôn tự hào nơi năng quyền tình yêu rộng sâu. Vững tin nơi Ngài nên quyết vâng lời suốt đời trung tín. Ấy người công bình sẽ sống với đức tin, người công bình sẽ sống với đức tin. Nhờ ơn cứu chuộc thiên thượng Chúa tặng ai hằng tin kính. Chính trong tin lành của Đức Chúa Trời to bày công chính. Để người công bình sẽ sống với đức tin, khi nương nhờ đi theo Ngài thì luôn bình an, tâm linh vững vàng thêm dư dật hồng ân Ngài ban. Vững tin nơi Ngài nên quyết vâng lời suốt đời trung tín. Ấy người công bình sẽ sống với đức tin. Người công bình sẽ sống với đức tin, nhờ ơn cứu chuộc thiên thượng Chúa tặng ai hằng tin kính. Chính trong tin lành của Đức Chúa Trời to bày công chính. Để người công bình sẽ sống với đức tin, đem tin lành cho muôn người cần nghe gần xa, nên không ơ thờ, không lơ là mà mau truyền ra. Vững tin nơi Ngài nên quyết vâng lời suốt đời trung tín. Ấy người công bình sẽ sống với đức tin, ấy người công bình sẽ sống với đức tin.